thưa quý vị, quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống là một phần tin cho hay. Ngày càng có nhiều người dùng thuốc độc để tự tử. Những trường hợp tử vong vì tự tử hiện đang ngày một leo thang trên toàn cõi Hoa Kỳ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi tại Hoa Kỳ chọn thuốc độc làm dụng cụ để kết liễu cuộc đời. Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, số người trẻ tuổi tìm đến cái chết tại Hoa Kỳ đã tăng gấp 2 lần trong suốt một thập niên qua, đặc biệt là ở nữ giới. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến năm 2018, có tổng cộng là 1.6 triệu người đã được ghi nhận cố tình uống thuốc độc. Cơ quan Poison Control Center cũng đã nhận được hàng triệu cuộc điện thoại cầu cứu từ gia đình có người thân tự tử. 71% trong số này đều là phụ nữ tuổi từ 10 cho đến 24 tuổi. Các chuyên gia cho biết, chìa khóa then chốt để ngăn chặn vấn nạn tự tử là nói chuyện với nhau. Các bậc cha mẹ nên tâm sự cởi mở để sớm nhận ra những biểu hiện của bệnh trầm cảm hoặc bất cần ở con em mình. Thưa quý vị, trong khi đó thì dịch bệnh ban sởi đã bùng phát trên du thuyền của giáo phái Scientology. Một chiếc du thuyền sang trọng do giáo hội của Scientology sở hữu đã vừa rời khỏi thành phố nghỉ mát San Lucia sau vài ngày bị cô lập do có một thành viên trong thủy thủ đoàn được xác nhận là mắc bệnh ban sởi. Người đứng đầu Bộ Y tế ở địa phương cho biết du thuyền Free Wings chở theo 300 người đã bị cách ly trong bối cảnh đã có hơn 100 liều vaccine phòng bệnh ban sởi đã được yêu cầu gửi đến nhằm mục đích là ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tiến trình giám sát vẫn đang được áp dụng vì thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 10 đến 12 ngày trước khi người bệnh có những triệu chứng đầu tiên. Các chuyên gia khuyên rằng những ai chưa từng chích vaccine hoặc đã tiếp xúc với người bệnh có thể chích ngừa trong vòng 72 tiếng. Đối với những người đã ngã bệnh, thì vaccine vẫn có thể giảm đi những triệu chứng khó chịu như là sốt cao, sổ mũi, chảy nước mắt và nổi mẩn đỏ. Virus ban sởi có thể lây qua đường không khí, va chạm trực tiếp hoặc ho hen. Kính thưa quý vị, nghiên cứu cho thấy marijuana có thể giúp cho con người có thêm động lực để tập thể thao. Nhiều người cho rằng thói quen hút cần sa và tập thể thao thường không đi đôi với nhau. Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu mới đây có thể làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Theo cuộc khảo sát do giới chức trách trường Đại học University of Colorado Boulder tiến hành, cần sa có thể giúp truyền động lực để người dùng đi tập thể thao một cách thường xuyên. Cuộc nghiên cứu đã được tiến hành trên 600 người, với kết quả cho thấy những ai hút cần sa trước hoặc sau khi tập thể thao có thể tập lâu hơn và có sức khỏe dẻo dai hơn. Một số thiện nguyện viên còn cho biết cần sa đã giúp họ giảm đi những cơn đau về mặt thể chất. Nghiên cứu này hiện đã được quảng bá rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook với mục tiêu nhắm vào những người trên 21 tuổi sinh sống tại những tiểu bang có chính sách hợp pháp hóa cần sa. Bản tin này không mang tính cách quảng bá mà nhằm chỉ cung cấp thông tin đến cho người dân. Thưa quý vị, trẻ em có thể được chẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ từ lúc 14 tháng tuổi. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em có thể được chẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ sớm, góp phần giúp cho tiến trình trị liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Có hơn 3 triệu người dân Hoa Kỳ hiện đang phải sống với chứng bệnh tự kỷ. Đây là lý do tại sao nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích là nâng cao nhận thức ở người thân về những vấn đề xoay quanh căn bệnh tự kỷ, cũng như là giúp cho họ sống với hội chứng này. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, bệnh tự kỷ thường xảy ra gấp nhiều lần ở các bé trai. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp nào có thể giúp chẩn đoán chính xác bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, bệnh có thể được phát giác khi đứa trẻ còn rất nhỏ, thông qua những biểu hiện bất thường như là không nói chuyện hoặc không nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Quy định hiện tại của Bộ Y tế khuyên các bậc cha mẹ nên đưa con em đi khám sức khỏe thường xuyên từ 18 cho đến 24 tháng tuổi. Tuy nhiên, nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa JAMA lại nói rằng trẻ em có thể bị tự kỷ từ lúc 14 tháng tuổi, sớm hơn so với những báo cáo đưa ra trước đây. Kính thưa quý vị, lễ hội khinh khí cầu diễn ra trên bán đảo Crimea. Nhiều chiếc khinh khí cầu khổng lồ mang đầy đủ màu sắc đã vừa đồng loạt bay bổng trên không phận của bán đảo Crimea, nơi từng bị Nga thôn tính vào năm 2014, trong khuôn khổ của lễ hội bóng bay khổng lồ trước sự chứng kiến của nhiều người dân bản xứ và các du khách đến từ khắp nơi. Sự kiện này đã xảy ra chậm hơn 2 ngày so với lịch trình vạch ra trước đó vì tình trạng thời tiết xấu. Tuy nhiên, những cơn gió mạnh vẫn không làm chuồn bước của ban tổ chức hay người đến xem. Một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra sau khi có một bé gái 11 tuổi và 7 người khác bị khinh khí cầu kéo đi trên đoạn đường dài hơn 7 dặm, tuy nhiên không có bất kỳ một ai bị thương vong.
Bản tin đời sống tiếp theo cho hay về bức tượng thép The Rabbit của nghệ nhân Jeff Koons được mang ra đấu giá tại công ty Christie. Thưa quý vị, công ty đấu giá Christie hiện đang tổ chức một buổi triển lãm các tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ tranh vẽ cho đến những bức tượng tại thành phố New York trước khi mang chúng ra rao bán vào cuối tháng tới đây. Có tổng cộng là 900 kiệt tác do những danh họa nổi tiếng sáng tác sẽ được mang ra bán đấu giá ở hai hạng mục khác nhau bao gồm Impressionist and Modern Art và Postwar and Contemporary, với tổng doanh thu được ước tính lên đến là 844 triệu Mỹ Kim tiền mặt. Nổi bật nhất trong số này là bức tranh vẽ lại diện mạo của ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley do danh họa Andy Warhol vẽ ra vào năm 1963. Kế đó là bức Buffalo Tale do Robert Ross Shepard sáng tác vào năm 1964. Bức tranh vẽ phong cảnh mang tên Arbres Dance Le Jardin Le Arisal của Vincent Van Gogh đang được ước tính bán ra với giá là 25 triệu Mỹ Kim. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Gia Ân và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí.